một sinh viên hỏi vài Nếu hệ thống giáo dục chạy không kịp với tốc độ phát triển khoa học và công nghệ như hiện nay Xin nơi đó trên sân khấu hãy cho em lời khuyên bỏ học Học làm gì nếu kiến thức vừa học đã lỗi thời Học làm gì khi 65% việc làm trong tương lai còn chưa kịp sinh ra có điều, thế kỷ cực đoan đâu có nghĩa ta cứ phải cực đoan, khắc lại khắc qua cuối cùng cũng chỉ là đánh nhau cho vỡ khổ. Ngoài kia càng cực đoan, trong đây ta càng phải cân bằng. Ngoài kia thế trận vỡ sắp vỡ ngửa rồi trong đây ta lại cần xếp cây vào chậu ừ thì công nghệ mới ừ thì kiến thức mới Ư ừ thì cách tiếp cận mới không biết thì sách giỏ đi học cho biết chứ có gì ghê gớm lắm đâu Học trường chưa xong thì ta đi học đời, học bạn Học ấy là chuyện cả đời Mới tới đâu ta cập nhật tới đó Học giờ không phải là chuyện của lớp ở trường Học giống như là ham vui Thế gì hay hay mới mới là xong vào hỏi cho ra lẽ Nếu đã thế thì học đâu chẳng phải là chuyện của hệ thống giáo dục Nhà trường, ba mẹ, thầy cô tất cả mọi thứ xung quanh ta giờ cứ coi như là công cụ và nguồn lực cần công cụ gì để đạt được mục đích của mình ta cầm lên sử dụng đồ chơi chưa đủ ta đi tìm chỗ khác thôi à hít một hơi thật dài thế kỷ này hay nhất chuyện gì cũng trở thành có thể cho nên có gì đâu mà hốt hoảng